Namaste. Nếu như những cơn đau cột sống, những cơn đau lưng làm bạn cảm thấy khó chịu, bải hoài hay đôi khi không thiết gì nữa, thì giống như vậy, Giang giống như bạn cũng đã từng trải qua cảm giác này. Đôi khi đau cột sống, đau lưng và nó tác động đến phần dây thần kinh tọa. Nó chính là cái điểm mấu nối ở phần dưới đáy thắt lưng. Và trong yoga có thể nói cột sống chính là cuộc sống của bạn. Khi cột sống của bạn đau tức hay đau nhức, hoặc là bạn đau, bạn cảm thấy không thiết gì nữa, đó là chuyện hoàn toàn giống như Giang trước kia. Để có thể chăm sóc cho cột sống, bây giờ chúng ta bước vào một bài tập. Bài tập này có thể nói lời tạm biệt với việc đau cột sống, đau lưng và đau dây thần kinh tọa. Nào, chúng ta hãy cùng nói say goodbye khi đau lưng và đau cột sống cùng với những bài tập yoga vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ duỗi chân về phía trước như thế này. Bạn chỉ cần làm theo khả năng của bạn và hãy thả lỏng lắng nghe cơ thể. Từ đây, dựng cổ chân của bạn lên, hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn dài cơ thể, vươn dài cột sống, mềm hai vai. Thở ra bạn xoay người qua bên phải. Rồi hạ vai xuống, quan sát cột sống được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người trở lại. Thở ra đổi bên. Quan sát cột sống được kéo giãn. Thật chậm, hít vào từ từ bạn nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, bạn đặt tay trái qua bàn chân phải, có thể đến cái vị trí nào bạn tới ha. Rồi vươn dài cánh tay phải ra phía sau, mở cánh tay phải, mềm cùi chỏ trái. Hít sâu, bạn lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra, bạn vươn dài cánh tay phải, áp tay. Quan sát toàn bộ lườn bên phải, toàn bộ hông lưng và dây thần kinh tọa đang được kéo giãn ra. Từ đây, xoay vai phải, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, bạn hạ tay phải qua chân trái. Rồi xoay tay trái ra phía sau, mở ngực trái, thẳng lưng. Hít vào, bạn vươn cánh tay trái, nâng lên. Mềm cùi chỏ phải, thở ra, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Quan sát toàn bộ eo lườn trái và hông, lưng, đốt sống cùng dây thần kinh tọa đang được kéo giãn. Cảm nhận sự giãn và thả lỏng. Từ đây, xoay vai trái, hít vào, bạn vươn cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, xoay người qua bên phải, hai tay hạ xuống thảm. Tiếp tục hạ mềm cơ thể, quan sát sự căng giãn. Thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, bạn đổi bên. Tiếp tục thả mềm cơ thể, quan sát sự kéo giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, đưa tay trái đặt qua chân bên phải, có thể đặt vào bắp chân hoặc tới bàn chân. Rồi vươn cánh tay phải mở rộng. Mềm vai trái, hít vào, bạn vươn cánh tay phải, nâng lên. Thở ra, bạn vươn dài cánh tay phải, áp tay. Mềm vai trái xuống, quan sát cột sống được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, bạn hạ tay phải qua bàn chân trái. Rồi vươn cánh tay trái, mở rộng ra phía sau, mở ngực trái. Mềm cùi chỏ phải, hít sâu, bạn lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Quan sát eo lườn trái, hông, lưng và dây thần kinh tọa được kéo giãn. Từ đây, xoay vai trái, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, từ từ thả lỏng hai tay xuôi theo thần. Rồi chúng ta sẽ duỗi gối chân trái về phía trước, co gối chân phải của bạn lại như thế này. Nếu như đùi sau chân trái của bạn bị căng thì bạn có thể trùng gối lên như này ha. Còn nếu mà bạn duỗi ra thoải mái thì bạn cũng có thể duỗi.
Từ đây, hai tay bạn vươn lên cao, hít vào, vươn dài cơ thể, vươn dài cánh tay. Thở ra, gập thân người xuống tại khớp háng, duỗi dài cột sống, rồi vươn dài cơ thể ra. Căng quá bạn co gối lại cho ra. Rồi, hít thở đều bạn giữ ở đây. 3, 2, 1. Duỗi ngực về phía trước, hít vào từ từ vươn thân người, nâng lên. Thở ra, tiếp tục gập thân người hướng xuống thảm. Mỗi lần chúng ta làm nó sẽ tăng cái biên độ và bạn sẽ cảm nhận cái sự giãn sâu hơn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, duỗi ngực về phía trước, hít thật sâu. Bạn vươn cánh tay, nâng thân người trở lại. Thở ra, tiếp tục gập sâu thân người hướng xuống thảm. Vươn dài cơ thể. Tốt lắm. Thả mềm vai, thả mềm hông, lưng và dây thần kinh tọa. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 3, 2, 1. Duỗi ngực về phía trước, hít vào từ từ vươn cánh tay, nâng thân người vươn lên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải. Thở ra bạn vuốt mũi chân trái, xoay vai trái. Hít sâu đầy thân người, lướt toàn bộ thân người, nâng lên, giãn toàn bộ cột sống, lưng, eo lườn trái và cơ gập hông. Thở ra, bạn xoay vai trái, hạ mông trở về thảm. Lần 2, hít sâu, lướt tay trái, đẩy hông, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, hạ mông trở về thảm. Một lần nữa, hít 3, duỗi gối chân trái. Thở ra, đẩy hông, nâng thân người, vươn lên. Rất là giãn ha. Từ đây xoay vai trái, hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra, bạn duỗi gối chân phải. Rồi tiếp tục co chân trái lại. Áp sát cái bàn chân trái vào bắp đùi trong của chân phải cho ra. Dựng cổ chân phải của bạn lên. Hai tay đưa sang ngang. Hít vào, bạn phun cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, đẩy lưng và cột sống, mềm vai. Thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Rồi, mềm vai, nếu căng gối tiếp tục co gối lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 3, 2, 1. Hít vào duỗi ngực, vươn thân người nâng lên. Thở ra, tiếp tục gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Cảm nhận sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng hông, thắt lưng và đáy cột sống, thần kinh tọa. Và 2, 1, hít sâu, vươn dài thân người, nâng lên. Tiếp tục một lần cuối, thở ra bạn gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Ôi, cảm nhận rất là giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, tha lỏng hai tay xuôi theo thân. Rồi từ đây chúng ta sẽ giãn toàn thân và thấy cái hông lưng của mình nó sẽ có sự kết nối ha. Rồi, nếu bạn đau gối thì nhớ là cái gối này của bạn sẽ phải ở dưới thảm hoặc là lót cái gì lên ha. Rồi, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Tay trái đặt qua hông bên trái ngang ha. Phút mũi chân phải, xoay vai phải, hít vào đầy hông, lướt toàn bộ thân người, nâng lên, giãn toàn bộ vùng lưng, hông và thần kinh. Thở ra, xoay vai, hạ mông trở về thảm. Lần 2, hít sâu, phút mũi chân phải, xoay vai phải, đầy hông, nâng thân người, vươn lên, rất dễ chịu. Thở ra, xoay vai, hạ mông trở về thảm. Một lần nữa, hít vào, vươn cánh tay phải, lướt toàn bộ thân người, đẩy hông, nâng lên. Từ từ thở ra, xoay vai, hạ mông trở về thảm. Rồi từ đây, chúng ta sẽ đưa hai bàn chân áp sát vào nhau. Áp sát bàn chân ha. Nhúc nhích hai bên hông, nhấc bàn chân tiến về phía trước. Hai tay đưa sang bên hai gối. Hít vào bạn khép hai gối đầy ngực mềm vai. Thở ra mềm hai gối gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài các đốt sống khép cằm thu về cổ. Thả mềm vai ngực. Hít thở đều và thả lỏng. Rồi sau đó
Hạ mềm xuống, hạ hai tay về phía trước, hạ mềm vai. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít sâu duỗi ngực, thu hai tay, nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta thu hai chân trở về trong tư thế cái bàn cho ra. Hai chân mở rộng song song bằng hông, hai tay mở rộng song song bằng vai. Rồi từ đây, nhấn một lực với bàn tay, bạn đẩy lên vai. Từ lực ở vai, bạn đẩy xuống hông. Chậm rãi, hít sâu, cuộn xương cụt lên, chúng thắt lưng, sút rốn, duỗi ngực mềm vai xa tai. Thở ra, cuộn đỉnh mông xuống thảm, cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Cảm nhận sự linh hoạt của các đốt sống. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Từ đây, bạn đưa lưng trở về trong thế trung lập. Chúng ta xoay tròn hông từ phải sang trái 5 vòng. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ trở về. Hít vào, bạn chống hai ức bàn chân. Thở ra, từ từ nâng gối, đẩy mông, hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Từ đây, kiếng nhẹ gót chân. Từ từ hạ mềm từng gót chân xuống thảm, duỗi giãn toàn bộ cột sống và mặt sau thân người. Cảm nhận cơ thể của bạn đang được đảo chiều trong không gian. 3, 2, 1. Rất dễ chịu. Từ đây, nhẹ nhàng hít thật sâu, bạn lướt chân trái, kiễng gót chân phải, nâng lên. Thở ra, co gối trái về giữa hai bàn tay. Hạ mềm gối trái, hạ mềm hông bên phải xuống, duỗi mũi chân phải. Rồi hai tay về phía trước, chống 10 đầu ngón tay. Hít sâu, đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra mềm hai vai và cùi chỏ, hạ hai cùi chỏ xuống, hai tay đan vào nhau. Thở hết ra, khép cằm thu về cổ, rồi thả lỏng hông, lưng. Từ đây, thật chậm, hít vào thật sâu. Từ từ tiến hai tay về phía trước. Thở ra chuột dài, hai tay gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Và thật chậm rãi, thu hai tay về ngang gối, nhấn lực về bàn tay, hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta co cái chân phải lên. Rồi, chúng ta có thể di chuyển một chút để cho nó linh hoạt cái chân, cái hông. Rồi, sau một vài nhịp từ đây, bạn có thể hạ chân phải xuống. Rồi, hít vào, bạn co chân phải, tiến về phía trước, bước qua chân trái như thế này. Hai mông hạ xuống thảm. Thở ra, bạn ngồi vững, tay chống xuống thảm, nâng hai cái mông lên. Hạ mềm xuống để hai xương ngồi cắm xuống thảm. Từ đây, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên phải, tay phải của bạn ra phía sau, tay trái ôm lấy chân phải, mông phải. Rồi, xoay cằm, chống, có thể chống bàn tay lên. Quan sát bay thắt lưng, cột sống lưng, vùng lưng, dây thần kinh tọa đang được kéo giãn, giải phóng các điểm căng cứng và tắc nghẽn, đau nhức. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, cuộn mông xuống nào. 4,
3, 2, 1. Xoay thân người trở lại, hít vào, bạn vươn cánh tay, nâng lên. Thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Từ đây, bạn tiến chân trái về phía trước, rồi chân phải đặt lên chân trái trong tư thế ngồi vuông. Rồi, tư thế này rất là tốt cho phần thần kinh tọa và lưng ha. Tác động vào hai bên, căng mạc đùi cũng rất là tốt luôn. Nhúc nhích hai mông của bạn, hai tay sang ngang. Nếu bạn cảm thấy khó thì có thể đặt như này ha. Còn nếu tốt thì bạn đặt lên như này ha. Hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể thẳng lưng, mềm vai. Thở ra, bạn gập thân người, hạ bàn tay trở về thẳng. Thở hết ra, chúng ta hạ hai củ trỏ xuống. Nếu có block thì bạn có thể đặt cái block ngang ở đây. Sau đó bạn hạ trán xuống. Rồi, thả lỏng cơ thể. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, cảm nhận cái toàn bộ cái phần này nó căng rất là dễ chịu. 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Nếu có không có block thì chúng ta sẽ hạ như thế này. Đúng không ạ? Đó, và cũng giữ như này. Đó, rồi từ đây hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, bạn thu hai chân trở về. Rồi nâng mông lên, tiếp tục chống bàn tay, bước hai chân ra sau, trở về trong tư thế về ngực. Rồi hạ mềm vai xuống, kiễng nhẹ gót chân, đi bộ tại chỗ. Thả lỏng cổ gáy, giãn toàn bộ vùng lưng, hông và vai. Sau một vài nhịp, bạn cảm nhận sâu hơn sự giãn của tấm lưng, của cột sống và đáy thắt lưng cùng với dây thần kinh tọa. Nhẹ nhàng hít vào, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, co gối phải về giữa hai tay. Hạ chìm khớp háng phải và úp hông trái xuống, duỗi mềm mũi chân. Từ đây bạn hạ hai củi trỏ tay xuống thảm, rồi khép cằm thu về cổ. Quan sát vùng căng mạc đùi chân phải, nhẹ nhàng tách hai tay, vươn dài về phía trước, trượt dài thân người, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng hông và lưng được kéo giãn. Cảm nhận có thể nói lời tạm biệt với những cơn đau lưng, đau cột sống và dây thần kinh tọa. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm, thu hai tay về ngang gối. Hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta co chân trái lại, bước dài qua cạnh ngoài chân phải. Sau đó chống hai bàn tay bạn nắm lại, nâng cái mông lên, hạ mềm xuống để cho cái cột sống nó được giãn, thư giãn. Từ đây, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, xoay người qua bên trái, tay phải gối trái, bàn tay phải áp vào mông trái, tay trái ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm, hít vào trở lại. Thở ra, chúng ta đặt luôn chân trái trên gối phải ha. Rồi, hai tay đưa sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, gập thân người hướng xuống thảm. Ôi, hạ củi trỏ tay xuống thảm, cuộn xương cụt, mềm lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Thả lỏng hai vai, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta hạ lưng trở về thảm, trở về trong tư thế cây cầu. Hai tay của bạn hạ xuống. Rồi hạ lưng của bạn xuống, co hai gối của bạn lại. Từ đây, hai tay xuôi theo thân, úp bàn tay xuống thảm, khép cằm thu về cổ. Thật chậm, đưa ý thức về vùng xương cụt. Nhẹ nhàng hít thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên. Đúng rồi, kéo xương mù về phía xương ức cho rằng. Hít thở đều và giữ ở đây. 5,
4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ. Lần 2, hít thật sâu, cuộn xương cổ hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, đẩy hông lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, bạn hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các bó cơ. Một lần nữa, hít sâu, cuộn xương cụt nâng lên, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, đẩy hông của bạn lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ. Từ đây, bạn nhấc chân phải lên, đặt qua đầu gối trái. Hít vào, bạn vuông cánh tay cao qua đầu, hạ hai tay xuống thảm, mở hai cổ trỏ sang hai bên, mở gối phải sang bên phải. Thở ra, bạn đổ thân người qua bên trái, hạ bàn chân phải xuống, dựng đầu gối phải lên. Đẩy gối phải ra phía sau, quan sát toàn bộ hông lưng và eo lườn phải được căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít sâu, thu chân trái trở về thảm, hạ chân phải trở về. Thở ra, bạn co chân trái, đặt mắt cá chân qua chân phải. Sau đó nghiêng người sang bên phải, hạ bàn chân trái xuống thả, dựng đầu gối trái lên, đẩy gối trái ra phía sau. Quan sát toàn bộ hông lưng và eo lưng trái được căng giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít từ lưng chân của bạn trở về giữa và thở ra, hạ bàn chân xuống thảm, ngồi ướt vai, duỗi dài, nhấc cổ, hạ mềm, co hai gối lại, hai tay đan vào nhau, bạn ôm lấy gối. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra, khép cằm thu về cổ. Bạn nâng cổ đầu lên, kéo gối hướng về ngực, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn. Hít vào, hạ đầu và cổ trở về thảm. Thở ra, tách tay, duỗi gối chân trái hạ xuống thảm, đan tay vào nhau, ôm gối phải, kéo gối phải hướng về ngực. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nới lỏng chân phải, đặt lên gối, xoay chân phải, 1, 2, 3, 4. Thư giãn ha, 5, và xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở ra, bạn duỗi gối chân phải, co gối trái lại. Hai tay đan vào nhau, ôm gối trái, kéo về ngực, thở hết ra. Khép cằm thu về cổ, quan sát sự căng giãn vùng lưng, hông. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, 5, 4, thả lỏng vai, cổ, 3, 2, 1. Nới lỏng chân trái, rồi tiếp tục chúng ta xoay tròn hông trái, 1, 2, 3, 4, rất dễ chịu ha, 5, và xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ trở về. Từ đây, nhẹ nhàng hạ chân trái xuống, duỗi ra. Sau đó lắc nhẹ cổ chân xíu. Rồi bạn co hai gối lại cho rằng trở về trong tư thế đứa trẻ tinh nghịch. Rồi bạn nâng hai bàn chân lên, hướng bàn chân lên bầu trời, tách hai gối sang hai bên nách, hai tay nắm lấy hai cạnh ngoài của hai chân, khép cằm thu về cổ,
quặn xương cột hướng về thảm, rồi mềm phai xuống. Chúng ta cảm nhận toàn bộ các đốt sống vùng lưng, vùng khung chậu và thần kinh tọa đang được tác động sâu. Từ đây bạn lăn lưng qua trái và qua phải, thư giãn và thả lỏng, cảm nhận sự kết nối và có thể nói từ say to goodbye với việc đau lưng, đau dây thần kinh tọa và đau cột sống. Rồi chúng ta gửi lời chào tạm biệt tới đau lưng, đau dây thần kinh tọa và đau cột sống. Bạn sẽ cảm nhận sự tự tin của mình với chính cột sống của mình, và cột sống chính là cuộc sống của bạn. Bạn đang cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi được thư giãn cho các đốt sống. Hãy nhớ tập bài này nhiều lần để bạn cảm nhận cột sống của bạn luôn luôn được hồi phục, chắc khỏe và thư giãn. Cột sống luôn luôn khỏe mạnh giúp bạn có một cuộc sống vô cùng chất lượng. Rồi từ đây chúng ta đưa thân người trở về giữa. Hai bàn chân của bạn áp sát lại đàn tay, trở về trong tư thế Happy Baby, một tư thế giúp bạn hạnh phúc với chính tấm lưng của mình. Và khẳng định chúng ta có thể nói lời tạm biệt với đau lưng, đau cột sống và thần kinh tọa. Khép cằm lại từ đây, mở hai gối, tiếp tục lắc nhẹ người qua trái, qua phải, thư giãn với tư thế Happy Baby, đứa trẻ hạnh phúc. Ok, rất là tuyệt vời. Thả lỏng và thư giãn các cơ, thư giãn nhiều hơn nữa. Hãy nở một nụ cười để tặng cho chính bản thân bạn, và biết ơn cơ thể này, biết ơn tấm lưng này, biết ơn cột sống này, biết ơn từng sợi cơ, từng tế bào trong cơ thể, và biết ơn cha mẹ đã cho ta thân thể này, biết ơn bài tập này đã giúp ta trở nên khỏe mạnh, vững vàng, và đặc biệt có một cột sống thật khỏe mạnh, chắc chắn. Từ đây, bạn trở về giữa, tách hai tay và duỗi gối, hạ gót chân sang hai mép thảm. Rồi nhấc lưng, duỗi dài ra. Hai tay bạn buông xuôi theo thân. Rồi có thể đưa tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhấc lưng, duỗi dài. Rồi nhấc cằm, duỗi dài. Và hạ mềm cơ thể, hạ mềm hai tay xuôi theo thân. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm, các cơ vùng lưng, các đốt sống vùng lưng và dây thần kinh tọa đang được giãn mềm trên thảm. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức toàn bộ các giác quan trên cơ thể, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Cảm nhận một cơ thể căng tràn năng lượng,
một chiếc lưng tươi mới, chắc chắn và thoải mái, thư giãn. Từ đây, bạn nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái, 3 vòng từ trái sang phải, nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, trở về giữa, co hai gối của bạn lại. Ôi, bạn nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Rồi từ đây, hai tay bạn chắp lại trước ngực, từ từ xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên, thật nóng lên nữa nào, nóng thêm chút nữa, tác ý vào bàn tay, nóng thêm chút nữa. Rồi khi bàn tay đã nóng ấm, thật nóng lên chút nữa nào, bạn đưa hai tay luồn qua cặp quần, hướng về vùng lưng và đáy thắt lưng, duỗi thẳng tấm lưng, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào cột sống và đáy thắt lưng. Biết ơn tấm lưng này đã giúp tôi có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, tự tin với cơ thể của mình. Biết ơn cơ thể này và cuộc sống này đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Tôi đón nhận và chịu trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của tôi. Rồi từ đây, bạn đưa hai tay chắp lại phía trước ngực. Từ hai tay, bạn đưa lên trán, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt từ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ đây, bạn hạ hai tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Biết ơn bạn đã luyện tập cùng Tuệ Giang trong chuỗi bài này và một chuỗi bài giúp bạn có thể xóa sổ hoặc chữa đau lưng ngay tức thì, giúp bạn có thể tự tin với cột sống hay chiếc lưng của mình. Hãy nhớ nhấn vào nút like từng bài và comment xuống bên dưới từng lần bạn đã luyện tập để giúp bạn có thể ghi nhớ những bài tập bạn cảm thấy thích thú và hiệu quả. Hãy để lại những comment tuyệt vời để đánh dấu những cảm xúc của bạn. Tuệ Giang mong muốn và ở đây có thể hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ tới bạn những bài tập tuyệt vời nhất. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.